tổ chức Olympic mùa hè và Olympic mùa đông nhiều nhất? A. Pháp. B. Hoa Kỳ. C. Anh. Và D. Úc. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, Hoa Kỳ là quốc gia có số lần đăng cai tổ chức Olympic mùa hè và Olympic mùa đông nhiều nhất, với số lần là 4 lần. Như vậy, B là đáp án chính xác. Có 5 thí sinh đáp đúng, 21 thí sinh đáp sai, mỗi người đáp đúng được 21 điểm. Và trong số các thí sinh đáp đúng, 2 thí sinh nhanh tay bấm bàn phím nhất xin được nêu tên ngay sau đây. Đó là bạn Ngọc Thu. Vị trí thứ 2 thuộc về bạn Quốc Khánh. Chúc mừng. Và bây giờ là câu hỏi thứ 2. Loài nào sau đây là thực vật? A. Hải sâm. B. Hải quỳ. D. Hải đường. Và A. Hải sâm. B. Hải quỳ. C. Hải đường. Và D. Hải tiêu. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói đến hai từ hải quỳ và hải sâm. Lẫn hải tiêu đều là một chi động vật không xương sống ở biển. Riêng hải đường là một loại cây họ chè hoa đẹp nhưng mà không thơm. Như vậy C là đáp án chính xác. Có 11 thí sinh đáp đúng và 15 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 15 điểm. Mời quý vị đến với câu hỏi thứ 3 như sau. Trong truyện Robinson, con vật nào sau đây không phải là thần dân của Robinson? A. Vẹt. B. Chó. C. Mèo. Và D. Chuột. 5 giây bắt đầu. Trong truyện Robinson sống cô đơn trên hoang đảo, tự nhận mình là vua của các thần dân là một con vẹt, một con chó già và hai con mèo. Như vậy, chuột D là đáp án chính xác. Có 7 thí sinh đáp đúng, 19 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 19 điểm. Và bây giờ chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ 4. Bao nhiêu cái nhất được phong tặng cho kỳ quan thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng? A. 3. B. 5. C. 7. Và D. 9. 5 giây. Quý vị, vào ngày 2 tháng 7 năm 2003, hội nghị lần thứ 27 của Ủy ban Di sản Thế giới đã công nhận Phong Nha Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới. Với 7 cái nhất: hang nước dài nhất, cửa hang cao nhất và rộng nhất, bãi cát và đá rộng đẹp nhất, hồ ngầm đẹp nhất, thạch nhũ tráng lệ kỳ ảo nhất, dòng sông ngầm dài nhất và hang khô rộng đẹp nhất. Như vậy, Phong Nha đã được phong tặng 7 cái nhất. C là đáp án chính xác. Chỉ có 5 thí sinh đáp đúng, 21 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 21 điểm. Thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm thời tổng kết số điểm của các thí sinh và công bố tên của 4 thí sinh cao điểm nhất. Đó là bạn Ngọc Thu đầu bảng 55 điểm.
Chào mừng quý vị đang đến với vòng 2 của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, hai thí sinh Ngọc Thu và Tiểu Cầm là hai thí sinh cao điểm nhất chiến thắng vòng thi thứ nhất và họ đã có mặt trong vòng 2. Xin mời Ngọc Thu có đôi lời tự giới thiệu về mình. Dạ, tôi tên là Ngọc Thu, hiện tôi đang công tác tại Trung tâm Y tế Dự phòng quận 5. Đến với chương trình thì tôi rất vui và tôi đã tìm biết được cái chương trình này đã rất lâu. Hiện nay tôi được là thí sinh của chương trình, tôi cảm thấy tôi rất là may mắn. Và bây giờ còn may mắn hơn nếu giải 100 triệu về tay tôi. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ với thành viên thứ hai. Xin mời bạn Tiểu Cầm. Dạ, xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Tiểu Cầm, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tôi đã xem chương trình này cũng đã rất lâu rồi và cũng muốn thử làm là thí sinh ở đây. Thưa quý vị, quyền lợi của hai thí sinh cao điểm nhất bước vào vòng thi này, ngay trước mắt sẽ là giải thưởng cố định trị giá 3 triệu đồng. Giải thưởng này có một mà tới hai thí sinh thì phải làm sao? Thưa quý vị, chỉ cần trong thời gian 5 giây đèn tối xuống, thí sinh nào nhanh tay bấm bàn phím trước sẽ trở thành người chiến thắng nhận 3 triệu ra về và không cần quan tâm đến những chiếc cặp, những con số còn lại. Cũng xin lưu ý, nếu từ chối giải thưởng cố định, hai thí sinh sẽ không có cơ hội quay lại nhận khi cơ hội đã đi qua. Bây giờ, cơ hội nhận giải thưởng cố định là như nhau. Hai thí sinh chuẩn bị. Đèn từ từ tối xuống. 5 giây giải thưởng cố định bắt đầu. Xin được chúc mừng bạn Tiểu Cầm. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, thí sinh Ngọc Thu đã may mắn bước vào vòng thi đặc biệt. Cảm tưởng của bạn lúc này như thế nào? Dạ, hồi hộp và sung sướng. Hồi hộp lẫn sung sướng. Trong vòng thi này có nhiều thời điểm cần phải có sự hỗ trợ nhiệt tình của những lời khuyên thật là đúng lúc. Bạn có thể giới thiệu người hỗ trợ của mình trong vòng thi này? Dạ, người hỗ trợ của em là anh ruột của em là Huỳnh Minh Nhật. Xin mời bạn Minh Nhật có đôi lời tự giới thiệu về mình. Tôi tên là Minh Nhật, hiện đang buôn bán. Hôm nay tôi đến đây để ủng hộ em gái tôi dự chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng về 26 chiếc cặp để biết rằng tất cả những giá trị bên trong đều được hiển thị trên màn hình. Từ 1 triệu đồng cho đến 500 ngàn, tạm gọi là những con số nhỏ. Và bảng bên phải từ 1 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng là những con số lớn. Tuy sắp thứ tự từ nhỏ đến lớn, nhưng trong thực tế, chiếc cặp nào giá trị bao nhiêu thì đây chính là bí mật ẩn số của chương trình. Bí mật này các người mẫu, các khán giả cũng như là người dẫn chương trình đều không biết. Chúng ta chỉ biết khi mở chiếc cặp cuối cùng ra. Bây giờ bạn Ngọc Thu cho biết là bạn muốn giữ lại chiếc cặp ở vị trí may mắn lúc ban đầu của mình hay có quyền đổi bất kỳ cặp nào trong giai đoạn này là tùy ý. Dạ, em vào đây là em nhận vô tình được chiếc cặp số 15 nên em sẽ nhận nó. Giữ lại cặp 15 dạ. Cho mình. Chúng tôi xin được mời bạn Kim Yến mang cặp 15 đến cho bạn Ngọc Thu. Chiếc cặp 15 này sẽ giữ cho đến cuối cùng mới được mở ra. Và bạn sẽ có cơ hội mở khám phá giá trị bên trong của từng đợt. Đợt đầu tiên 6 cặp, đợt thứ nhì 5 cặp, 4, 3, 2, 1. Và giữa những đợt như thế, nếu bạn mở được nhiều con số nhỏ nằm bên trái, ngân hàng chào giá mua chiếc cặp 15 được cao và mở giữ lại ít ra 3 con số lớn nhất để dù là bạn chiếc cặp 15 có là giá trị bao nhiêu đi nữa thì ngân hàng vẫn chào giá rất cao. Còn nếu mà nhỡ mở được những chiếc cặp mà số lớn thì bạn hãy hết sức cẩn thận để tìm cơ hội dừng lại đúng lúc và đạt giá trị tốt nhất. Bây giờ bạn chiến lược hôm nay không biết thích phiêu lưu mạo hiểm hay là bình tĩnh cẩn trọng suy tính? Dạ cả hai. Phiêu lưu mạo hiểm, bình tĩnh cẩn trọng. Hãy dành một tràng pháo tay chúc cho bạn Ngọc Thu may mắn. Cơ hội thứ nhất bắt đầu. Bạn có quyền lựa chọn 6 cặp của đợt này. Vị trí 14 dự đoán. Em dự đoán chiếc cặp số 14 là 15 ngàn. Bạn tên gì? Dạ em tên Loan. Vâng,
Nếu bạn đoán đúng giai đoạn này, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 1 triệu đồng. Cặp 14 chuẩn bị. Phương Ngân. 15 triệu đồng, chúc mừng bạn Loan. Yeah! Ngân hàng chào giá. Gia đình chào mua chiếc cặp số 15 giai đoạn này là 1.050.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Anh Nam em lắc đầu. Em không chấp nhận ạ. 1 cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Vấn đề là cặp số mấy? Dạ em chọn cặp số 9. Anh Nhật có đồng ý không ạ? Tôi ủng hộ em gái tôi mà. Nhất trí luôn, cặp số 9. Vị trí số 9 dự đoán. Em tên là Hiếu. Em xin dự đoán cặp số 9 là 3 triệu đồng. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 800.000. Bây giờ thử xem có đúng giá trị 3 triệu đồng trong cặp số 9 hay không. Kim Liên chuẩn bị. 10 triệu đồng. Wow. Đáng ra phải giữ cặp 10 triệu đồng lại. Bây giờ ngân hàng chào giá. Xin cảm ơn. Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 15 giai đoạn này là 510.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ em không chấp nhận. Và như vậy bạn chỉ cần một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ tiếp tục chào giá. Dạ em chọn cặp 22 ạ. Cặp 22, vị trí 22 dự đoán. Tôi tên là Hiếu, tôi xin dự đoán cặp 22 là 3 triệu đồng. Bạn Hiếu dự đoán cặp 22 3 triệu đồng, nếu bạn đoán đúng tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 600.000 đồng. Cặp 22 Thu Huyền chuẩn bị. 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn Hiếu. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Vâng. Ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp số 15 giai đoạn này là 320.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ em không chấp nhận. Và bây giờ sẽ cần chọn một cặp 18 nè. Vị trí 18 thí sinh dự đoán. Dạ em tên là Mạnh Sĩ. Em xin dự đoán như cặp 18 là 7.500 ạ. Bạn Tỷ thân mến, nếu bạn đúng đúng tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 400 ạ. 400.000 đồng. Chúng tôi xin mời vị trí số 18 trước Nga chuẩn bị. 5.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 15 giai đoạn này là 420.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Em không chấp nhận. Và khán giả trong trường quay sẽ chuẩn bị dự đoán chiếc cặp ngay sau đây mà bạn Ngọc Thu lựa chọn. Dạ em chọn cặp số 3. Chúng tôi sẽ mời khán giả trong trường quay chọn lựa ngẫu nhiên hai khán giả và dự đoán cặp số 3 là giá trị nào. Nếu một người đoán đúng tiền thưởng 500.000, hai người cùng đoán đúng tiền thưởng chia đôi. Lựa chọn ngẫu nhiên bắt đầu.